nào. Thì thôi. Mà các bác đây là những cái chú chuột giống em gửi cho một khách hàng là chỗ này là 20 con. Mua mấy con chuột cho ba đứa trẻ con để về nuôi được chưa? Em nuôi bình thường đấy. Nó có thích không? Nó thích mà nuôi bình thường mà nó ỉa lắm, còn bố nó lại làm một cái chuồng riêng cho nó nhốt trong đấy. À, nó ỉa lắm quá, bây giờ bố nó làm cái chuồng đấy, xong bây giờ cho ăn không? Thỉnh thoảng lúc nào vần thì bắt ra chơi một tí. Đấy, thỉnh thoảng mới được chơi, bố nó là thỉnh thoảng được chơi, mó vằn nó hơi tây nó chết. À, thế là ba đứa, thế thì chia nhau kiểu gì? Ba đứa thì con út lấy con to nhất. Còn hai đứa kia, một đứa lấy hai con, một đứa lấy một con. À, thế mà nó cũng dàn xếp được với nhau. Anh hôm trước ở trên Thái Nguyên thì anh lấy của bên em ba con chuột đấy, anh nhận và chăm sóc tốt không? Anh nó về nó ăn tốt lắm, nhưng mà anh hỏi thế nên liệu có chắc chắn nó có một được hai cái không? À, cái này chắc chắn mà, bọn em vạch phát là thấy ngay mà. Ừ, anh chỉ sợ thôi, về nó ăn uống tốt không? Vâng, thế thì em cứ hỏi thăm, thế thì bọn em rồi. Anh cho ăn như nào, chuồng trại ra làm sao? Chuồng trại thì anh làm ở chuồng ở dưới đất thôi. Ờ thế cũng được, nhưng mà cho ăn cái gì? Cho ăn hàng ngày cho ăn cái gì? Anh cho ăn, bây giờ cho ăn bắp ngô là một này, ừ. Khoai là hai này, lá bắp cải của nhà mình trồng thôi, anh không mua ở chợ đâu. Rồi rồi, nói chung là cứ lá cỏ hoặc là củ quả là nó ăn hết mà. Sau củ quả, rồi rồi. Nếu có vấn đề gì thì anh gọi điện anh hỏi nhá. Nó anh thấy nó có đẹp không mà nhìn... Được, nó nhanh nhẹn mà khỏe mạnh mà kích thước cũng vừa tầm đúng không? Có một con thì có một con sân hơi to trội lên em nhỉ, hai đấy là con đực. À ừ, con đấy là con đực. Con to là con đực à? Vâng vâng. Ừ, thì có hai con bé đều bằng nhau kiểu như một đàn, còn một con hơi to vượt lên. Con đực nó ở lứa trước. À đấy, ừ thì anh đoán chắc con anh con đực đoán. Con đực đấy thì nó mình ấy ưu tiên anh thì sau với hai con cái nó khoảng tầm ý là nó khoảng một thời gian nữa nó đủ tuổi phối giống, là con đực thì nó thành con đực trưởng thành thì nó phối giống nó đạt hơn. Anh hỏi là nó cái tầm khoảng bao nhiêu thì bọn này nó bao nhiêu thì nó đẻ em nhỉ? Như cái lứa đôi này của anh thì nó chỉ dao động khoảng 2 tháng nữa là nó chửa. Ô thế à? Anh đấy ra. Vâng. À thế thì anh đang định hỏi thăm tuần này lơi lơi vững vững này là nào anh gọi điện thì lại gửi cho anh được khoảng 2-3 con cái nữa. Thế thì chả gửi luôn đi, mua mấy con chuột và lại gửi làm 2 lần 3 lần. Kệ chả sao, anh đôi thử ra xem nào cho nó có thành công nữa thì thử dần dần chứ. Đó này mới đầu chắc là cũng dè dặn qua mạng nhưng mà bây giờ thấy thấy phục vụ các thứ biết nhau rồi, bây giờ có niềm tin rồi đúng không? Rồi được rồi, có gì ấy thì anh gọi điện sau nhá. Anh thấy cái bên em bán hàng có, anh thấy cung cách các thứ nội mọi vấn đề có được không anh? À được, nói chung anh bước đầu thì anh cảm thấy được, nói chung là hài lòng thôi. Rồi nhá, ok anh. Mở rồi. Chữ red đỏ đỏ đây này, dí cân hình rồi. Hello, chào cô Trúc. Nhưng mà bố quay bằng cái này bố có đăng được lên YouTube không? Có. Đây là một những con này là mình sẽ gửi cho các bạn đi. Nó sẽ ăn uống ở trên đường các bạn nhé. Ôi dậy bố dậy. Thì tất cả những khách hàng của mình đều có cái phiếu chim cô gái hay là khi mà gửi chuột, và đây là khách hàng của chúng ta là 0359809852. Thì trên cái kênh chim cô gái hay của mình thì mình có những cái logo như này. Đó, các bạn xem nhé. Đó. Thì chuột thì cũng vậy thôi, được gửi đi trên cái tinh thần uy tín và trách nhiệm của kênh chim cô gái hay. Đó, các bạn có thể theo dõi. Đúng rồi anh ơi, em giờ đang nuôi nó ăn mạnh lắm anh. À thế à, em vâng. Em nó nào, em nuôi chuồng nó treo lồng hay là ở dưới đất? Em nuôi treo lồng ạ, cho phân nó rơi xuống rồi em quét ạ. À ừ, thế cho ăn cái gì? Vâng. Em cho ăn cỏ u dê hay gì ấy. Ừ. Em nhận em mua trồng. Nhận em thấy có đẹp không? Ờ,
Em thấy bên anh phục vụ có ok không? Có anh. Rồi ok. Anh Vâng. em lưu ý là đừng cho nó ăn những cái đồ có nước nhiều mà lạnh bụng nó thứ nhá. Còn nếu mà em làm sàn thì nó À vâng. cứ bông tơi là ấy, nó cũng không không nó không chịu được rét đâu, mấy đâu, dưới 10 độ hoặc là trên 30 độ là phải cầm chừng nó nhé. Vâng, Dưới ok mấy anh. độ là phải thắp ống điện, mà trên 30 độ là phải để vào chỗ mát có quạt nhá. Vâng. Và trên 38 độ, ví dụ như hôm nào 35 độ đổ lên là phải cần cứ để ý một tí. Vâng. Thế nha, ok em nhá, chào em. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Rồi. Mình à, cái nhận 6 con chuột về chỗ bến xe Phú Yên Sơn A đấy là nay ăn uống tốt chưa? Ăn uống tốt rồi anh ạ. À thế à, có đẹp không? Cũng đẹp. Thường được con ạ. Em có ưng ý không? Rồi thì cũng ưng ý thôi mà, em thích nuôi mà. Em đấy là trên đấy là dân tộc thiểu số là dân tộc gì đây? Dân tộc Mường. À Nhưng trên đấy mà đấy không, anh có to đấy, con đực con cái đấy. to là con đực. Con đực à? Em đang lấy đâu. Trước em cũng nuôi rồi nhưng mà bây giờ mất giống em muốn nuôi lại. Trên đây có ai nuôi không? Đấy chưa. Chưa. Nó đang đấy. Thế nuôi lồng trên sàn hay là dưới đất? Em đang nuôi sàn. Em Cẩn thận chó mèo rắn giết mèo các thứ. Thế cho ăn cỏ à? Vâng, em ăn cỏ vẫn như anh cho ăn cám với thóc thì em cho lợn đấy vào À để làm cho em nó khỏe. xem video của anh cái gì. Rồi ok, anh hỏi thăm thế thôi nhá. Có vấn đề gì thì nào alo hoặc là ai mua thì giới thiệu nhá. Cảm Ok ơn ok. anh nhé. Em thấy dịch vụ của bên anh có được không? Thấy được, em Anh đang có nghĩa vâng. là ý thăm dò ý kiến khách hàng là anh họ thấy là hỏi là bên anh bán hàng qua mạng mà chuyển giống chuột cho em thì em là một khách hàng, em thấy cái cách anh bán hàng hoặc là anh giao tiếp với em, anh thấy có gửi hàng cho em thì em thấy có ưng không? Có mà anh em quá nhưng đấy lúc đầu em còn đang nghĩ bảo lấy ở đâu con đấy không, em bảo nếu mà không gửi được thì phải xuống tận đấy dưới mua Không, bên anh thì gửi gửi toàn quốc nên là anh phục vụ gần như sát sườn luôn mà. Nhá. lúc nào có đấy không em bảo đấy lấy hàng giúp. Rồi Nhiều ok. người đấy là Em tên là gì? em tên là Sáng. Sàng à? Tên đầy đủ là cái gì Sáng Sàng? Sáng Lê á? Văn Sáng. Lê Văn Sáng. Là lò. Rồi, ok. Phú Yên à? Phú Yên Phú à? Yên. Sơn La. Thật là Ok, thế nha. Bye bye. nhé. 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 20 con. Đâu 20 con. cho em Đây bé là những cái màu rất là nhiều màu. này. Cho em bé này. Nay em live stream cho các bác để rồi. Rất là Ui nhiều con màu này luôn. bé Con này bé hơn. Con này Đây, bé cái hơn. này là màu của nó là tam thể tứ thể này. Nào. Vào đây, vào đây, vào đây. Mọi thông tin thì các bác alo cho em theo cái thông tin ở trên cái bảng đây. Đấy. Đấy. Các bạn mua chuột lang bọ ú là liên kết với đồng chí Thao kênh Chim Cú Gáy Hay. Đấy. Cho nó tụm vào một bên. Em ngày nào em cũng ship xuống văn phòng Mỹ Đình toàn quốc. Về cơ bản thì những con như thế này là nó là màu đen đen trắng đen vàng lơ đen vàng trắng này vàng trắng rồi trắng vàng rồi trắng tinh rồi rất là nhiều các bạn nhé. Như con này màu rất là đẹp này. Đấy. Loại này là không bao giờ cắn luôn. Số điện thoại để các bạn đặt mua con giống là 033 5305982. Gặp đồng chí Thao ở nhà riêng tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy, đơn hàng này thì là sáng mai em gửi giống cho các bạn đấy, không phải chuột chít, để giống. đây là chuột bọ ú. Đấy, trong miền Nam gọi là con bọ ú. Đấy. Ú.
Loài này nó ăn cỏ và ăn ngô nghiền các bạn nhé. Nếu như mà các em bé mà thả một con này ra để nuôi thì các em bé rất thích, bởi vì là nó rất là đáng yêu. Đấy, nó có thể ăn mười lăm tháng hai hôm qua vừa Valentine xong. Đây là đàn chuột lang của mình, đã buổi sáng mình cho nó ăn. Đây, hai mẹ con nhà này đang dẫn nhau đi ăn. Và các bạn thân mến, đây là khoảnh khắc mà chuột lang của mình sắp đẻ rồi. Con này nó làm bệt thế này, nó sắp đẻ rồi. Lặng bụng lặng người sắp đẻ hết rồi. Hai con này sắp đẻ, con kia cũng sắp đẻ luôn. 2m2 này mình đang nuôi 15 con anh em nhé. Mọi chi tiết anh em cần tư vấn kỹ thuật cũng như mua con giống thì liên hệ cho mình là 0335305982. Mình tên là Thao. Số thứ hai của mình là 0989177982. Văn phòng làm việc tại Mỹ Đình và mình ngày nào mình gửi chim cu gáy, chuột nang và con giống đà điểu cũng như cây chanh thư quý ship hàng. Kênh của mình là kênh con giống, cây giống và con giống các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình chia sẻ một chút cái khoảnh khắc này là nuôi nó rất đơn giản thôi. Đấy. Một ít cỏ này, một cái bóng điện sưởi và một ít ngô nghiền, một cái máng nước tự động, một ít lúa. Đó, rơm và lợp mái tre xây bờ bốn bờ xung quanh. Rất đơn giản, chống rắn, chống chuột, chống mèo. Ngoài ra là chúng loại này nó ăn cỏ rất thích. Đấy, tất cả các loại cỏ lá. Okay.